Chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau đây, Việt Hoàng sẽ gửi đến quý vị tin tức Hoa Kỳ đầu tiên. Kính thưa quý vị, Bộ Tư pháp điều tra nguồn gốc của cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Truyền thông Hoa Kỳ hôm nay loan tin là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về nguồn gốc của cuộc điều tra công tố viên đặc biệt Robert Mueller nay là một cuộc điều tra hình sự. Vụ điều tra hành chánh về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 bắt đầu hôm tháng 5. Nhưng việc chuyển sang điều tra hình sự có nghĩa là công tố viên có thể đưa ra trát cho các cuộc điều trần và văn kiện. Hành động này của Bộ Tư pháp là để đáp ứng cho điều mà Tổng thống Donald Trump lâu nay vẫn gọi là một cuộc săn phù thủy, cuộc điều tra về liệu ban vận động tranh cử của ông có đồng lõa với Nga hay không. Cuộc điều tra đã kết luận Nga có can thiệp để giúp ứng cử viên Trump, nhưng không thiết lập được bằng cớ về một âm mưu hình sự giữa Moscow và ban vận động Trump. Nhưng bản phúc trình không tha bổng cho Tổng thống về tội cản trở pháp luật. Tin này đầu tiên được tờ New York Times đưa ra. Và trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence chỉ trích Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ và công ty Nike khấu đầu Trung Cộng. Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Mike Pence, đã dành những lời chỉ trích nặng nhất cho Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ, NBA, trong bài diễn văn chính sách được chờ đợi về Trung Cộng. Ông cáo buộc NBA và công ty thể thao Nike là khấu đầu với Bắc Kinh và bịt miệng những tiếng nói chỉ trích Trung Cộng. Phó Tổng thống Pence cũng nói, Trung Cộng đã trở thành hung hăng và gây bất ổn hơn trong năm qua. Và đặc biệt, ông nêu đích danh công ty sản xuất dụng cụ thể thao Nike thông đồng với Bắc Kinh. Trong bài diễn văn được chờ đợi lâu nay vì bị hoãn ở trung tâm Wilson, một tổ chức nghiên cứu, ông Pence tuy vậy cả quyết là Washington không muốn đối đầu với Trung Quốc hay tìm cách tách rời hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng ông cũng tấn công Trung Cộng cho việc cắt giảm quyền tự do ở Hồng Kông, xây dựng nhà nước theo dõi chưa từng thấy trên thế giới này, tiếp tục giúp đỡ và khuyến khích sự đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta và theo đuổi bành trướng quân sự. Quốc hội làm lễ tưởng niệm dân biểu Elijah Cummings. Các vị dân cử Cộng hòa và Dân chủ đã ngưng tranh chấp đảng phái hôm qua để tưởng nhớ dân biểu Elijah Cummings, vị dân biểu của tiểu bang Maryland, được rộng rãi kính nể và là chủ tịch của Ủy ban Kiểm tra Hạ viện, qua đời hôm 17 tháng 10. Đương kim và cựu dân biểu cùng các lãnh tụ đảng ca tụng con người mà họ diễn tả là một người bạn đáng tin cậy, một lãnh tụ đáng kính nể và là biểu tượng cho giấc mơ Hoa Kỳ, từ một cậu bé con nhà nghèo cày thuê trở thành một trong những dân biểu nhiều quyền thế nhất tại Hạ viện. Trong bài diễn văn của dân biểu Cộng hòa Mark Meadows của North Dakota, người cùng làm việc trong tiểu bang kiểm tra và giám sát Hạ viện với ông Cummings và nổi tiếng là bạn thân, mặc dù sự khác biệt rộng lớn giữa hai ông về chủ thuyết. Ông Meadows nói, có lẽ nơi này và đất nước này sẽ được phục vụ tốt hơn với thêm một vài tình bạn bất ngờ. Tôi biết tôi đã được ân huệ của một tình bạn như vậy. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ yêu cầu Hoa Kỳ bàn giao chỉ huy SDF. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ yêu cầu Hoa Kỳ dẫn độ chỉ huy của lực lượng dân chủ Syria, viết tắt là SDF, do người Kurd dẫn đầu, theo đúng hiệp định dẫn độ song phương giữa hai nước. Ankara xem chỉ huy của SDF, tướng Maslum Kobani, là một kẻ khủng bố có liên hệ thân cận với đảng công nhân người Kurd, PKK, tổ chức phát động cuộc nổi dậy kéo dài nhiều thập niên qua ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi các thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ của Hoa Kỳ kêu gọi Bộ Ngoại giao nhanh chóng cấp visa cho ông Kobani, Thổ Nhĩ Kỳ lên án Hoa Kỳ vì xem vị chỉ huy này là một nhân vật chính trị hợp pháp. Trong cuộc phỏng vấn với đài TRT Haber, ông Erdogan cho hay ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 13 tháng 11 sắp tới. Ông cũng sẽ đề nghị giao vũ khí hạng nặng cho dân quân người Kurd Syria để lại cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Ankara xem dân quân YPJ là một nhóm khủng bố có liên hệ với phiến quân người Kurd, những người nổi dậy ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1994. Truyền thông Bắc Hàn khen ngợi liên hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Trump của Hoa Kỳ. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn hôm nay nói rằng Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ tiếp tục có liên hệ thân cận và tin tưởng nhau, được ông Kim gọi là liên hệ đặc biệt. Thông tin trên được đưa ra sau khi Bắc Hàn hồi đầu tháng này
phá vỡ cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Hoa Kỳ ở Thụy Điển, đẩy cuộc thương thảo giải trừ hạt nhân vào lại bế tắc. Bắc Hàn đổ lỗi cho Hoa Kỳ, nói rằng các nhà thương thuyết của phía bên kia không bỏ quan điểm và thái độ lỗi thời của họ. KCNA cho hay, ông Kim đã nói ông thành thật hy vọng mối liên hệ thân cận này sẽ giúp vượt qua mọi trở ngại giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ, thúc đẩy liên hệ song phương theo hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trái ngược với ông Trump, các chính sách ở Hoa Thịnh Đốn và các nhà hoạch định chính sách Bắc Hàn của chính phủ Hoa Kỳ vẫn thù địch Bắc Hàn không rõ lý do, không bỏ thái độ chiến tranh lạnh và thành kiến. Ông Kim đặt thời hạn chót là cuối năm nay cho cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Hoa Thịnh Đốn. Và cháy rừng lan tràn từ miền Bắc xuống miền Nam California. Ở quận Los Angeles, Nam California, ngọn lửa cháy rừng được nhìn thấy chạy ngược trên triền đồi và hiện đang đe dọa những căn nhà sau khi những bụi rậm bốc cháy gần Santa Clarita vào hôm qua. Trên toàn tiểu bang, 40.000 người đã phải di tản. Nhân viên cứu hỏa đang gặp khó khăn kiểm soát các ngọn lửa khi chúng bao trùm nhà cửa ở cả miền Bắc lẫn miền Nam tiểu bang. Gió lớn thúc đẩy hỏa hoạn và được chờ đợi sẽ tệ hơn ở miền Nam tiểu bang này vào cuối tuần. Ở phía Bắc, trận hỏa hoạn Kincaid Fire bắt đầu hôm thứ Tư đã thiêu rụi 16.000 mẫu, tức vào khoảng 6.500 hecta ở quận Sonoma, một trong những quận nổi tiếng trồng nho và sản xuất rượu vang. Ở miền Nam, trận hỏa hoạn Tick Fire ở quận Los Angeles đã thiêu rụi ít nhất là 5.000 mẫu ở vùng Santa Clarita ở phía bắc thành phố. Trận hỏa hoạn Old Water Fire ở quận San Bernardino đã đóng cửa xa lộ, trong khi ở phía bắc thì một vụ cháy cỏ ở quận San Mateo lại đã thiêu hủy 95 mẫu anh. Xin quý vị hãy tiếp tục chú ý ban tầng 18-14. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam sau một vài thông tin bảo trợ cho đài.